Ngày hôm nay, đoàn thanh tra của Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra quy chế chuyên môn chuyên đề y học cổ truyền và đã phát hiện một bệnh viện tư nhân xả thải ra môi trường mà không có giấy phép. Cơ sở vi phạm là Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Á ở 42 Hoè Nhai, Ba Đình, Hà Nội. Cơ sở này được Bộ Y tế cấp phép từ năm 2007, đơn vị chủ quản là Sở Y tế Hà Nội. Nhưng đến cuối năm 2012, bệnh viện này mới xây dựng hệ thống xả thải theo yêu cầu của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, cơ sở này vẫn chưa hề nhận được một giấy tờ cấp phép xả thải nào từ phía Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội. Đoàn thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết Bệnh viện Y học cổ truyền tư nhân Nam Á còn có những sai phạm như một số khoản thu cao hơn giá viện phí quy định của Sở Y tế Hà Nội và sử dụng một số thuốc tự sản xuất chưa được cấp phép.